Hot Swap, Switch, Keycap. Tự custom bộ phím cơ cho mình bằng các phụ kiện sắm được ở trên Kingdo mua sắm. Hot Swap LK67, búp trên bàn gút, cụm 68 nút, có bàn xoay điều chỉnh âm thanh, surface kim loại, cực kỳ đặc khối. Tiếp theo, Red Switch của Accor. Nó là Switch Linear nên lực nhấn cực kỳ im lặng. Blue này, tổng hành trình là 3,5mm, độ nảy rất tốt. Cuối cùng, sử dụng keycap theo chủ đề phong thủy, mặt nước Nhật Bản. Cũng là nhựa PBT, đúc màu nha, chứ không phải là dán lên đâu. Nó đẹp quá trời ơi. Các bạn nhìn xem, đặt quả phím cơ vào cái bàn làm việc này, nó thoáng hẳn cái bàn ra. Bàn phím giá rẻ này, nghe sang này, sướng quá. Cụm xoay này hoàn toàn có thể điều chỉnh được âm lượng, không delay. Nó là RGB nên từng cái key một có thể hiện màu riêng biệt, nó có cái bản sắc riêng của mình. Nếu mà chơi phím cơ thì nên custom một bộ. Long Khoảng, review khoa học.